Hello, hello. Tôi có một câu hỏi muốn hỏi các bạn là cho dù năm nay giá dao động như thế nào, nếu như năm nay mà giống như năm 2019 giá cũng sẽ rất dao động, các bạn giá sẽ đi hàng ngang một thời gian, sau đó sẽ có một cái sự tăng trưởng, rồi kết thúc ở cái mức là cao hơn cái mức mở đầu. Thì tôi muốn hỏi các bạn là cho dù là trong năm nay giá dao động như thế nào, nếu như mà BTC kết thúc năm nay trong phạm vi là khoảng chừng 25 tới 30 000 đô thì các bạn sẽ như thế nào? để mình refresh lại xem coi các bạn trả lời ra sao và 42% nói là các bạn sẽ rất vui nếu như mà giá năm nay kết thúc trong phạm vi từ 25 tới 30 ngàn đô bây giờ BTC là 24 ngàn đô các bạn nghĩa là cách khoảng cách chỉ có là 4 ngàn đô mà thôi 16% các bạn nói là sẽ không được vui còn 43% các bạn nói là không quan tâm vẫn tiếp tục DCA thì uh, chúng ta sẽ lưu lại cái bài bỏ phiếu này Tại vì sao? Tại vì thường muốn xem coi là tới cuối năm nay đó mọi người sẽ ra sao khi mà giá cả ở mức là 25 30 ngàn Giả sử như là trong năm nay, trong năm chúng ta thấy được giá có thể phong lên tới 40 000 45 ngàn Nhưng mà rồi lại kết thúc ở mức là 25 ngàn thì các bạn có còn vui hay là không? Thường sẽ lưu lại để nhắc lại cho các bạn nhớ khi mà chúng ta không được vui cuối năm nếu như mà giá thực sự mức là 25 tới 30 ngàn và chúng ta cũng nhận được một cái thông tin, thông tin này đó cũng đến từ CNBC các bạn và cái thống kê này là đến từ Oxfam thì Oxfam là một công ty mà họ khảo sát à, và họ đã đưa ra một cái nhận định là từ năm 2020 các bạn những người mà giàu nhất thế giới đó có thể nói là một phần trăm giàu nhất thế giới họ đã chiếm tổng cộng là 2 phần 3 của tất cả tài sản được tạo ra từ năm 2020 có nghĩa là bao nhiêu tài sản được tạo ra đó thì cái top một phần trăm giàu nhất họ đã lấy phần lớn rồi họ lấy 2 phần ba rồi các bạn có nghĩa là 99% phần trăm còn lại thường và các bạn à, phải chia 1 phần ba tài sản được tạo ra từ năm 2020 cho đến bây giờ đây là một cái tài liệu có thể là làm gì bạn không được vui nhưng mà để thường chia sẻ thêm với các bạn chúng ta nhìn bên dưới này đó họ nói là dựa theo thống kê và thống kê toàn cầu luôn không phải riêng là hoa kỳ tổng cộng á, là có khoảng chừng là 42.000 tỷ tài sản đã được tạo ra từ năm 2020 có thể tài sản này là do giá của bất động sản tăng hay là giá của những cái cổ phiếu vẫn còn tăng so với cái mức giá năm 2020 tất cả tài sản này đã có sự tăng trưởng từ năm 2020 và tạo ra 42.000 tỷ nhưng mà trong đó 26.000 tỷ có nghĩa là khoảng 63% đã bị chiếm bởi 1% của những người cực giàu rồi để các bạn hiểu hơn mỗi một người bình thường như thường là các bạn đó tài sản tăng 1 đô la thì những người giàu có những tỷ phú đô la họ đã có thể tăng tài sản của họ thêm 1.7 triệu đô la rồi thì làm sao họ có làm được điều này phần lớn là do đầu tư các bạn khi mà họ lưu trữ nhiều tài sản khi mà tài sản tăng giá đó là cách mà họ tạo ra nhiều cái tài sản cho bản thân của mình và tài sản của họ cứ tăng trưởng theo thời gian nhất là họ không bị áp lực bán và họ có cái chiến lược đầu tư dài hạn thì nó là một cái hiệu ứng như thế này điều tôi muốn chia sẻ với các bạn nên tôi biết là nhiều bạn cảm thấy đầu tư nó có nhiều nguy hiểm cho nên nhiều bạn ngại không muốn đầu tư và nhiều bạn thì cũng không phải là từ ngành tài chính cho nên cảm thấy đầu tư quá phức tạp đầu tư chứng khoán cũng phức tạp đầu tư crypto cũng phức tạp đầu tư bất động sản cũng phức tạp nhiều bạn đó thì thà lựa chọn là mình tiếp tục đi làm cái lĩnh vực mà mình biết rồi tích lũy tiền bạc thì đó cũng là một cách thôi các bạn nhưng mà điều mà thuận muốn các bạn nghĩ đến là các bạn sẽ hối hận hơn khi các bạn học đầu tư rồi các bạn bắp ngã các bạn lỗ tiền sau này đến già các bạn nhìn lại đó là điều các bạn hối hận nhất hay là khi già các bạn nhìn lại các bạn hối hận là mình không có học hỏi đầu tư mình không có chấp nhận một số nguy hiểm để mình có thể thực sự là thay đổi được cả cuộc đời của mình mà mình cứ tiếp tục đi làm và sống một cuộc sống bình thường như vậy thì đương nhiên đó là cách nhận định của mỗi bạn mà thôi có thể là nhiều bạn rất là vui cuộc sống bình thường thì bây giờ không cần phải đầu tư thì thường chúc mừng các bạn các bạn cuộc sống có sự vui vẻ là tốt rồi nhưng mà nếu như các bạn thật sự là không được vui, thật sự là muốn có một cái gì thay đổi, mình không nói riêng về đầu tư crypto, các bạn thôi nói là đầu tư nói chung mà thôi. Thật ra mà nói đó, cái cách mà có thể thay đổi cuộc đời các bạn là chỉ có thể thông qua đầu tư mà thôi. Và trước khi mà chúng ta tiếp tục với thông điệp trong video ngày hôm nay thì chúng ta cũng có một nhà tài trợ, đó chính là dự án Ecoterra. Ecoterra là hệ sinh thái blockchain dành cho người dùng kiếm phần thưởng và đánh giá tác động các hành động của công ty đối với biến đổi khí hậu. Dự án được audit bởi Certix và đây là thông điệp đến từ Ecoterra. Tính năng độc đáo của Recycle Churn tái chế để kiếm tiền đầu tiên trong thế giới crypto. Kiếm Ecoterra cho các hành động thân thiện với môi trường của bạn với ứng dụng R2E trong đó, mọi vật phẩm có thể tái chế điều tương đương với một lượng Ecoterra. Quét các món đồ thông qua app Ecoterra, tái chế chúng thông qua các máy bán hàng tự động ngược RVM, Reverse Vending Machine. Ba trụ cột chính của hệ sinh thái Ecoterra. Thứ nhất là thị trường vật liệu tái chế. Ecoterra thúc đẩy sự đoàn kết trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu bằng cách cho phép mua vật liệu tái chế kết nối với những công ty trên toàn thế giới bạn có thể mua nhựa, thủy tinh hoặc nhôm tái chế bằng cách sử dụng EcoTerra hoặc các loại tiền điện tử khác. Thứ hai là thị trường bù đắp carbon, sử dụng mã thông báo EcoTerra hoặc các dạng tiền điện tử khác để mua bù đắp phát thải carbon để giúp mở rộng tác động của bạn ra xa và rộng hơn. Tất cả các khoản bù đắp phát thải carbon được mua thông qua Ecoterra đều là hợp đồng thật và được mua thông qua các chương trình và các cơ quan đăng ký, được chứng nhận, được xác minh đầy đủ với sự hợp tác của Vera và các tiêu chuẩn được chứng nhận khác. Chia sẻ hồ sơ của bạn bằng mã QR hoặc liên kết với bất cứ đâu và minh họa chứng nhận tác động của bạn một cách trực quan, dễ nhìn và dễ hiểu. Số liệu thống kê chi tiết và minh họa thân thiện với người dùng về tác động giảm CO2 của bạn. Và điều thứ ba đó chính là hồ sơ theo dõi tác động. Định vị công ty của bạn là người đi đầu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu bằng cách mua các vật liệu có thể tái chế, có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu được hỗ trợ bởi AI để thưởng cho khách hàng của bạn với EcoTerra. Mỗi giao dịch là một nguồn thông tin chi tiết hữu ích về thói quen tái chế của người tiêu dùng. Theo dõi các hành động tác động tích cực và thân thiện với môi trường của bạn để cải thiện hình ảnh và tăng lòng trung thành của khách hàng và đây là những cái thông tin được chia sẻ bởi Ecoterra. nhưng mà nào mà muốn tìm hiểu thêm chi tiết đó, thì tất cả sẽ có trong cái phần mô tả của video này các bạn đã bấm vào cái link để tìm hiểu thêm bây giờ chúng ta hãy trở lại với thông điệp trong video ngày hôm nay nếu như mà Thu nói riêng về Hoa Kỳ đi để cho các bạn một cái ví dụ Thu cũng biết có một số người đó họ làm đụng rất là dữ dã các bạn họ tiết kiệm họ kiếm tiền cũng không phải là ít đâu có thể là họ kiếm được 10 000 một tháng hay thậm chí là hơn con số đó và họ tiết kiệm rất là nhiều họ tích lũy năm này và tháng nọ để làm gì để họ có thể có một cái số tiền để họ đau một căn nhà tại vì ở Hoa Kỳ khi các bạn mua nhà đó thì trung bình người ta đau xuống khoảng chừng là 20% nghĩa là nếu các bạn muốn mua căn nhà là một triệu thì các bạn sẽ phải đặt cọc là 200 000 đô rồi các bạn mượn 800 000 từ ngân hàng hiểu đơn giản là như vậy nhưng mà để thường lấy cái ví dụ cái nhà hiện tại của thuận đi các bạn nào mà theo dõi kênh nhiều năm cũng đã biết là thuận dọn ở quận cam là hè năm 2018 trước đó là thuận ở nhiều nơi khác nhau nhưng mà thường cũng ở ventura county một thời gian giờ có nhớ là thuận cũng có căn nhà ở ventura mà có cái hồ bơi mà thuận cũng đã từng làm video sang hồ bơi để các bạn coi và trước đó thường ở một căn nhà khác nữa là ở west End village cũng ở quận ventura luôn và năm nay thuận chưa 39 tuổi Tháng 7 này Thuận sẽ 39 tuổi và Thuận đã mua bán thông cộng là 3 căn nhà rồi. Thì căn nhà này Thuận mua đó hồi năm 2019 các bạn. Lên tới quận Cam, Thuận dành một thời gian để mà đi xem nhà. Cuối cùng là Thuận quyết định là mua căn nhà này. À, lúc đó đó chỉ có 615.000 mà thôi. Và đây là khoảng chừng là tháng 2, tháng 3 năm 2019. Căn nhà này bây giờ đó sau khoảng chừng là hơn 3 năm các bạn. À, ở mức là 900.000 đô. 900 ngàn đô rồi các bạn Có nghĩa là căn nhà này tăng à, Nói đơn giản là 300 ngàn đi Trong thời gian chỉ có 3 năm Thì một người họ làm lộn Họ không đầu tư Họ để tiền để họ mua nhà Và tới lúc mà họ để dành được tiền đó Giả sử như là cái nhà họ mua là 600 ngàn đi Tới lúc họ để dành được 120 ngàn đô Để mà đào căn nhà có thể là họ tốn 2 năm, 3 năm để đi giành được cái số đó Không hề đơn giản đâu các bạn 2, 3 năm làm lụng ở Hoa Kỳ mà nếu các bạn không có lương cao đó Thì cũng rất là khó để mà để giành được con số lớn như vậy Cho dù các bạn có thể để giành được đi Tới cái mức đó thì 3 năm sau cái nhà đó nó tăng 300 ngàn các bạn Thì cái mức mà các bạn cần đó không phải là 120 ngàn mà là 180 ngàn Thì các bạn cần phải đi giành thêm 60 ngàn Nhưng mà tôi lúc các bạn đi giành thêm 60 ngàn nữa Thì cái nhà có khả năng là lại tăng giá nữa Thì các bạn có thể thấy được là nếu các bạn không đầu tư đó thì nó rất là khó để có thể có được cuộc sống như các bạn mong muốn đó là theo cái suy nghĩ cá nhân của Thuận mà thôi đương nhiên những bạn nào mà đã có cuộc sống mình mong muốn rồi thì các bạn cũng không cần phải đầu tư và tất cả cũng không phải là gì tiền nữa các bạn thật ra cuộc sống đó thì ai cũng cần tiền cái đó là không thể nào mà mình chối cãi được nhưng mà cái mà Thuận cảm thấy là quan trọng hơn đó đó chính là cái sự tự do của cá nhân của mình giống như là một số bạn bè của thường cũng hỏi thường là bây giờ đó, cuộc sống thường có khác như thế nào về phương diện tài chính á, thì thường cũng đã có được một cái số tiền mà thường cảm thấy là hoàn toàn có thể thay đổi cuộc sống của thường nhưng mà thật ra ba bốn năm qua thì cuộc sống nó cũng vậy mà thôi vẫn tiếp tục như bạn có biết là thường cũng đã vừa trở lại công ty thường vẫn tiếp tục chia sẻ video với các bạn hàng ngày ở trên youtube thì cũng không có gì thay đổi hết nhưng mà nghĩ kỹ lại đó thì nói là không gì thay đổi nhưng mà thực sự là cũng có nhiều cái thay đổi khi mà thường nghĩ lại đó thì không phải là tiền mỗi người mỗi khác các bạn nhưng mà đối với thường đó thì điều quan trọng hơn không phải là dùng tiền để mà mua à, những thứ xa xỉ gì hết á điều mà thường thích hơn đó chính là cái tự do của bản thân của mình đương nhiên những bà nào mà thích mua những cái gì đó có thể mắc tiền nhưng mà các bạn thực sự thích thì cũng mua được thôi không gì gọi là sai hết miễn là tiền các bạn tự làm ra để là các bạn có thể sử dụng theo ý thích của mình làm sao để các bạn vui mà thôi nhưng mà đối với thường đó thì khi mà các bạn đã có thể có được một cái cơ hội để mà thay đổi cái tài chính của mình rồi và cái phần tiền đó là bao nhiêu thì tùy theo mỗi người tùy theo các bạn sống ở quốc gia nào có thể là nhiều bạn đó, con số đó rất là nhiều có thể nhiều bạn con số đó không có nhiều và có thể nhiều bạn mơ ước rất là cao cho nên con số đó nó có thực hiện hơn là những bạn mà có cái mơ ước bình dân hơn nhưng mà dù sai nữa đó thì khi các bạn đã đạt được cái mức đó rồi thì các bạn sẽ có một cái tự do à, có nghĩa là khi các bạn đi làm đó có thể là thường vẫn đi làm bây giờ nhưng mà đối với thuận nó thuận nếu nói là sợ bị sa thải hay là sợ bị khai trừ thường sự không có sợ đâu các bạn. Cái đó không nghĩa là thường kẻ công ty các bạn, cái đó chỉ có nghĩa là uh, thuận có thể có một cái uh, sự tự do nói lên cái suy nghĩ của mình ở công ty miễn là thường cần hay đúng mà thôi và không có sợ bị bất cứ một cái vấn đề gì. Và vì lý do đó đó cái điều thú vị hơn là khi các bạn không có những cái sợ vô lý đó thì các bạn uh, lại có thể được lên lương lên chức. Đó là điều mà uh, nó thú vị ở đây. Và ngoài chỉ đưa ra ra thì Thuận rất là thích đi ăn bên ngoài các bạn Thuận rất là thích đi ăn nhà hàng, ăn món này món kia Thì thật sự mà nói là Thuận cũng không có hạn chế Thích đi ăn cái gì hạn cái, cái đó mà thôi Đó là những cái mình thường cảm thấy vui Và đó là những cái mà thật sự là tiền có thể mang đến cho các bạn được Không thể là mang đến tất cả Nhưng mà có thể mang đến một cái niềm vui Một cái cuộc sống less stress Bớt căng thẳng hơn cho các bạn Đây là kênh về tài chính cho nên Thuận cũng muốn dành một ít thời gian tâm sâu một chút với các bạn Về cái tầm quan trọng của đầu tư như thế nào Khi mà đọc cái bài viết này